Hello mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ lên một số mẫu xe Underborn nha. Ở đây Hà đang có Satria trắng cam, đây là Satria tư nhân ha. Xe này thì có lên một số phụ kiện đồ chơi như là nắp bình dầu titan nè, viền đồng hồ, viền ổ khóa nè mọi người. Những cái này là những cái bằng titan á, xài rất là bền ha. Với lại trang trí cho xe cũng rất là đẹp nữa. Ba ga titan nữa nè, rồi chống đổ sau bên Hà đổ thêm nè. Cái màu này màu 3D nha mọi người, sơn hết luôn á. Cái chữ Satria này cũng sơn luôn nè, nhìn rất là đẹp, bảo hành sơn 1 năm nha. Rồi phía trong thì có màu xám tím nữa nè. Bạn nào thích nhẹ nhàng một chút thì mình chọn cái màu này. Hoặc là đỏ candy nè, màu này thì siêu hot rồi. Gần như là bạn nào cũng biết hết ha. Hoặc là xanh bạc hà nè, hoặc là xanh nhạt nè. Hoặc là màu hồng, màu vàng, màu gì cũng có. Ở phía trên này thì còn có cả màu tím với màu xanh ngọc nữa nè. Đây nè, màu tím nè. Chiếc này thì có lên xuống bánh căm nha mọi người. Chiếc này có xuống bánh căm. Mà xuống bánh căm và lốp Michelin cho mình luôn nè. Nhiều bạn hỏi Hà là mình xuống bánh như vậy rồi công an có bắt không á, thì câu trả lời chắc mấy bạn biết rồi đúng không? Chắc là mấy anh đó họ vui thôi ha, chứ thường biết câu trả lời rồi đúng không ạ? Đa số thì những cái xe mà đổ trên cà vẹt nó không có ghi cái bánh đâu. Kiểu như mình đam mê quá thì mình úp lên như vậy thôi, còn mình đi thì mình cố gắng mình đi cẩn thận, đừng vi phạm luật gì hết để tránh bị làm khó ha. Rồi giá hiện tại của dòng Satria cũng tốt, chị dao động tầm khoảng 44.500.000 cho tới 48.000.000, và mua góp thì mình trả trước từ 7.000.000 trở lên giúp Hà nhé. Còn bạn nào mà không thích Satria á, mình thích dòng Raider á, thì Raider bây giờ giá cũng rất là mềm, cũng có những cái màu tương tự như vậy á, mà giá thì chỉ có dao động từ 43 cho tới 47 thôi ha. Mua góp chị trả trước từ 6.000.000 thôi à. Và đặc biệt á, là khi mình đi mua xe mình chỉ cần mang theo căn cước công dân là được. Nếu mà có thêm một số giấy tờ khác thì càng tốt. Mình có thể liên hệ trực tiếp qua hotline của Hà 0937 438 101 để mình được tư vấn kỹ hơn. Với lại mình còn được hỗ trợ giảm thêm từ 1.000.000 đến 2.000.000 chi phí đi lại. Thì có liên hệ đặt lịch hẹn trước á. Địa chỉ của hàng ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương nha. Nếu mà mình ở xa mình đến ngay cổng 1 Đại Nam á, điện thoại cho Hà sẽ có nhân viên hỗ trợ đón vào miễn phí ha. Mong là sau video này mọi người sẽ liên hệ với Hà để sở hữu những chiếc xe thật là tốt với giá vô cùng hợp lý nha.